lắm. Em, đồ em ghét mèo không mấy móng chân. Mèo có móng. Sai rồi. Đồ em ghét mèo không mấy ngón chân. Bốn ngón. Giỏi thật đấy. Mèo không mấy ngón chân. Một, năm ngón chân. Mấy ngón chân? Chân trước là 5 ngón, chân sau là 4 ngón. Không. Để xem nhé. Huy, đây đây. Bạn ngồi về đếm cho chị xem nó mấy ngón. Mà bà bảo 4 ngón. Mấy ngón rồi Huy? Đúng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chết rồi, không cần có học thì nó dài, nó dài.